Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh nội dung a ma tập dị môn túc luận hôm nay mời đại chúng lắng nghe về bốn nghiệp Ồ oh, xin lỗi lắng nghe về ba phước nghiệp sự ba phước nghiệp sự ba phước nghiệp sự muốn đề cập ở đây là gì đó là thí loại đó là giới loại và là tu loại ở trong ba phương diện này phước nghiệp sự như thế nào chúng ta có nghe rõ không ạ à? Ừ. vâng. Chúng ta phải có tài liệu ha, có tài liệu, nên có tài liệu. Bởi vì tất cả chúng ta chỉ làm việc ở đây là là tập hiếu cái tập tài liệu này cho nó đúng đắn. Nó là những cái kiến thức rất là nền tảng và tác phẩm được biên tập bởi tôn giả Sa Lợi Phất. Là từ đây chúng ta so sánh với những gì mà chúng ta đang tu tập nó có khớp hợp với suy nghĩ lời nói và việc làm của chúng ta hay không nếu như không có khớp hợp thì chúng ta phải thay đổi hành vi của mình cho hợp với những lời chỉ dạy này là chúng ta đi trên con đường của chánh đạo ba phước nghiệp sự ở đây đó là thí loại nghiệp sự giới loại nghiệp sự và tu loại nghiệp sự thế nào là thí loại nghiệp sự thế nào là phước ở à, đây trong thí loại nghiệp sự ấy, chúng ta chia ra nhỏ từng chữ để chúng ta hiểu thế nào là thí loại thế nào là phước loại thế nào là nghiệp sự à, xin lỗi thế nào là nghiệp thế nào là sự mà nói là thí loại phước nghiệp sự <laughs> cách chia nhỏ à, chữ nghĩa để chúng ta tìm hiểu này cũng rất là hay à, trả lời thứ nhất là thí loại chữ, chữ loại này giống như là là một cái công việc Nó phân loại ra thuộc vào cái loại bố thí. Thì cái loại đây là gì hả? <laughs> Tức là tất cả những cái việc làm mà để cho nó tác thành cái nghĩa bố thí, nó tác thành cái hạt giống bố thí, nó tác thành cái cái cái, cái um, gọi là cái uh, cái pháp bố thí ở trong tạng tâm chúng ta. Đó là chúng ta bố thí đồ ăn thức uống thuốc thang y phục tràng hoa dầu thơm hoa tha, hoa thâm dầu dầu thơm thoa thân phòng xá ngọa cụ đèn đuốc cho các sa môn bà la môn người tu khổ hạnh người bằng cùng kẻ ăn xin đây gọi là thí loại <laughs> chỗ này chúng ta thấy nó hơi thắc mắc một chút dầu thơm thoa thân tại sao lại bố thí cho cúng dường cho sa môn bà la môn nó có trái với cái giới mà cấm so ướp hương hoa hay không <laughs> đây này nếu như cấm thì tại sao trong này á lại lại bố thí cái này Cho nên cái trường hợp này á, là trường hợp mà chúng ta học giới phải cẩn thận. Tại vì ở trong những trường hợp đặc thù, những trường hợp đặc thù, có những người chẳng hạn như họ bệnh, cần phải tắm rửa, cần phải có một cái chút là hương thơm để mà nó, nó ác đi cái mùi và không làm phiền đại chúng. Thì cái chỗ này, nhất là các vị, các vị bà la môn, các vị bà la môn họ hay sử dụng cái này à, nhưng mà ở trong giáo nghĩa của đức thế tôn à, thì lại chú trọng là cấm chỗ này cho nên chỗ này chúng ta phải khéo mà hành trì nhưng mà trong đời bây giờ thì nhất là cái xã hội hiện đại này rồi á thì có rất nhiều thứ mà chúng ta khứ trùng chúng ta chúng ta làm sạch y phục chúng ta tắm gội những cái điều này á, là chúng ta nên là viễn lì bởi vì đây là cái ngành mỹ phẩm mà người thế tục người thế tục sử dụng còn nhất là người xuất gia thì không nên sử dụng cái này thuốc thang y phục tràng hoa dầu thơm thoa thân phòng xá ngày đó ngày đó sau cái thời của tôn giả la hậu la À, được một cái vị à, à, quan ở trong triều dòng họ thích cung kính và cúng dường một ngôi chùa chúng ta biết từ đó vừa sau thì à, Đức Thế Tôn cho phép mà các vị Sa môn à, thành tựu các vị à, các vị Sa môn Bà La Môn được phép là nhận cái phòng xá cúng dường à, ngoại cụ thuốc đèn thuốc hay là bố thí cho sa môn bà la môn bố thí cho người tu khổ hạnh hay là người bằng cùng đó. thì chúng ta nhớ lưu ý đó chẳng hạn như là dầu thơm thoa thân này là chẳng hạn như bố thí cho người bằng cùng phải không Từ theo trường hợp mà chúng ta ứng dụng đó. hay là cho kế an sinh tất cả những cái việc làm này được gọi là thí loại chẳng hạn như chúng ta À, làm cái pháp tứ sự chúng ta làm pháp bát cơm hương tích à, chúng ta duy trì cái ý nghĩa này cái việc làm này à, nó sẽ tạo ra cái cái, cái hạt giống phước điền ở trong tâm của chúng ta và chúng ta sẽ được sự che chở à, che chở ở trong cái hạt giống phước điền đó ừ. hay là chúng ta đi ở trong cái đời sống phước điền đó cho nên đó không phải ngẫu nhiên mà người tu tập họ thường sống ở trong sự an lành hơn là đời sống không tu tập chúng ta hướng đến đạo tràng hướng đến hướng đến sự trọn vẹn ở trong giáo pháp thì chúng ta chiêu cảm lại chiêu cảm được cái công đức lại nữa hoặc do thân mà bố thí hoặc là tức là bố thí cái thân mạng do thân do thân bố thí hoặc là thí thân hoặc là thí thân là sao chúng ta nhớ ngày xưa thời đại chánh pháp tượng pháp có những vị vua họ muốn cầu cái phước tối thắng cho nên họ giao lại cho quan thần trị vì quốc gia trong vòng ba tháng mùa hạ và tự thân họ đến ở tại tu viện họ cắt tóc họ xuống tóc và họ trở thành chú tiểu ở trong chùa và nguyện cúng dường cái thân này cho chư tăng trong ba tháng để làm tất cả những cái việc À, chấp lao phục dịch à, dọn dẹp hầu hạ à, cơm nước à, cung kính cúng dường hoặc là làm với người mà tùy Tùng để cho chư tăng ở sai việc thì đây gọi là cúng dường thông chúng ta hiểu chưa hả ở đó có những cái trường hợp như vậy chúng ta đọc ở trong sử sách cổ Kim chúng ta mới kính trọng những cái bậc thánh hiền những cái vị vua thánh hiền mà cái việc làm của họ tạo ảnh hưởng to lớn cho, cho dân chúng. Một vị vua có phước sẽ đem đem lại bình an rất nhiều cho dân tộc, mà ngược lại một vị vua mà thiếu phước thiếu trí thì gây ảnh hưởng rất nhiều cho muôn dân xã tắc. Đây là cái điều đương nhiên mà thôi. Cho nên các vị vua nhiều khi muốn khuyến khích dân chúng tu tập, mà dân chúng khởi tâm tu tập thì sẽ ít đi cái chuyện là tham nhũng, ít đi cái giảm bớt đi cái chuyện là là trộm đạo hay là cái tâm tham đấm cho nên uh, quan phụ mẫu làm gương uh, dân chúng á, thì theo đó mà tu tập thì xã hội trở nên thái bình thịnh trị. Các vị vua ngày xưa là có làm việc này, sau đó các vị trướng giả cũng học khối theo điều này để làm mà. Nhiều khi người xuất gia các thầy còn trẻ Nhất là các thầy chưa thọ cụ túc giới Mà đến chùa để mà chấp lao phục dịch Làm công quả tạo phước mà làm biến Tức là mình không hiếu đạo ở Thánh Hiền à, Vua kêu còn bỏ cả ngay Để đi chấp lao phục dịch Để cầu cái phước ở trong chốn già lam Mà chúng ta Chúng ta có cơ hội Để sống ở trong chốn già lam để chấp lao phục dịch trong đó nhưng mà chúng ta lùi nhát nặng hệ trốn tránh muốn tìm cái việc nhàn tản còn những cái việc nào mà nó khó nhọc tìm cách đụng đẩy cho người khác là chúng ta không có hiếu đạo của thánh hiền. thưa các vị hồi xưa hồi nhỏ thầy không ai dạy thầy cái điều này nhưng mà từ trong người thầy nói như vậy đó nhất là cái giai đoạn mà thầy vừa ở tu đình thập tháp đó, sinh hoạt ba mùa hè mùa hè về an cư kiết hạ nấu nấu nướng cúng giường cho chư tăng làm ruộng làm lúa xây gạo sản thóc quét dọn rồi bơm nước học kinh học luật làm tất cả mọi việc từ sáng tới tối giai đoạn đó trong tâm cứ thường nghĩ rằng mình không có phước mình không có phước ở nơi đây là nơi mà tổ Đức nhiều đời tu tập một cái mảnh đất thiêng liêng cho nên gieo trồng cái công đức nó nó nó, nó sâu dày cũng là một điều tốt lành mở rộng ra một điều nữa liên tưởng cho các vị hiếu khi trái đất này nó hình thành thì ở tại chỗ bồ đề đậu tràng Đức Phật ngồi đó, ở nơi đó nó xuất hiện một cái, nó gọi là cái cái tầng kim cang, mà cái tầng kim cang sâu ở trong ở giữa qua địa cầu và nó 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 nó, nó, nó nâng cao lên tới chỗ bồ đời đạo tràng, do đó mà Ngày xưa Bồ Tát Tất Đạt Đa tu khổ hạnh, Ngài cũng không có nghĩ rằng phải đi đi tìm tới buổi đời đạo tràng đâu. Ý nghĩa của, của Ngài là chỉ muốn chứng thánh thành Phật thì ngồi xuống chỗ nào mà chẳng được. Nhưng mà Ngài ngồi ở trên uh, núi Tuyết Sơn, thì uh, khi Ngài nhập định gần đi vào trong trạng thái định chánh giác, thì cái hòn núi đó nó rung chuyển và nó sạc lở các vị thần núi mới hiện thân và bạch ngài xin bồ tát di chuyển nơi khác cái tầng đất này nó mỏng do vậy mà bồ tát nếu như thành đạo chỗ đây đi vào sâu trong thiền định mặt đất này không thể nâng đỡ được ngài nó sẽ sập đổ tại sao tại sao sập đổ như vậy tại sao con người chúng ta ở trong hữu ngã do cái khái niệm hữu ngã chúng ta mà chúng ta chiếm lấy một khoảng không một khoảng không sự tương tác của chúng ta chiếm lấy một khoảng không khi chúng ta đi vào ở trong cái trạng thái vô ngã sâu xa như Đức Phật thì cái 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 cái, cái sự chiếm lấy khoảng không đó nó không còn nữa cho nên lúc bây giờ nó tạo ra một cái sự dịch chuyển cực kỳ vi tế ở trong bốn đại địa thủy hỏa phong ngay cái vùng đó. Mà đất nước gió lửa, mặt đất sông hồ tất cả đều là cấu trúc của bốn đại. Khi nó chịu sự dịch chuyển mạnh như vậy, tầng đất mà yếu thì nó sẽ bị sụp đổ. Đây là một cái cấu trúc vi tế mà khi nào đó thầy có có cơ hội phân tích sâu hơn cho các vị hiếu để rồi đức bồ tát phải di chuyển sang một cái khu chỗ khác chỗ khác có một cái thung lũng mà bây giờ đang người ta làm một cái tượng của đức quán tự tại đó đến một cái thung lũng chỗ đó nhưng mà ngồi xuống chỗ đó cũng không có được luôn thành, thành ra là ngài phải di chuyển và lúc bây giờ có trời phạm thiên hiện thân và nói rằng là thưa kính kính lạy Bồ Tát ở tại chỗ cái Bồ đề Thất Bát La nơi đó là cái nơi mà qua địa cầu này hình thành. Tại sao trời Phạm Thiên biết điều đó? Bởi vì cái túi thọ của trời Phạm Thiên lâu hơn qua địa cầu này. Thần lực của ông ấy thì biết rõ ở trong mười phương thế giới. Địa cầu nào hình thành và hủy diệt cho nên ông thấy cái qua địa cầu này hình thành như vậy, như vậy. Và ông mới mới thỉnh Bồ Tát là tới chỗ đó để mà ngồi. Và do vậy mà khi Bồ Tát Tất Đạt Đa đến tại chỗ Bồ Đề Đạo Tràng thì lúc đó là nó không có còn, cái mặt đất đó nó không có lây chuyển như trước nữa. Bởi <laughs> vì sao? Bởi vì ở ngay chỗ buổi đời đạo tràng đó nó có một cái 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 phiến đá và cái trụ đá mà chúng ta đi Ấn Độ nhìn thấy đó. À, đó là cái trụ đá của vua A Dục nhưng mà ở dưới đó thì là nó là một cái tầng đá mà nó đi sâu tận tới giữa qua địa cầu. Đó là cái cái gọi là cái tòa kim cang mà Đức Phật ngồi chỗ đó do nó vững chắc như vậy thành ra là cái mặt đất nó không có bị sập xuống và ở trong kinh thầy nói rằng bất kỳ hữu tình trung hữu nào mà, mà 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 lang thang đụng phải được cái tòa kim cang của phật thì lập tức được giải thoát và đó cũng là một trong những lý do mà tại sao các vị bước vào ở trong cuộc đời đạo tràng không khí trong đó nó cực kỳ là an lành vững chãi thiêng liêng các vị đã giải mã được cái cái trạng thái tâm thức đó chưa hả giải mã được chưa? Tại cái rồi còn nữa nói về những cái cái nguyên lý sâu xa hơn chút nữa thì chúng ta thấy rằng là là khi mà khi ở, ở trong cái trạng thái của bồ đời ở tại bồ đời đạo tràng đó thì luôn luôn là có chư thiên long bát bộ hộ pháp độ trì gần gũi để gia trì giữ gìn cái 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 um, bộ đề đạo tràng đó và bởi vì nó là tòa kim cang nó là nơi đức phật thành đạo cho nên nó mới gọi là bồ đề tràng chữ tràng ở trong nó có đạo rồi à, mà chữ chữ bồ đề tức là giác ngộ đấy à, tràng tức là là cái nơi mà 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 chư phật thành đạo cho nên bảy bảy vị Phật ở trong quá khứ mà một ngàn vị Phật ở trong hiền kiếp này thành đạo cũng ngồi đều ngồi tại bộ đề đạo tràng đó, tại tòa kim cang đó chứ không thể ngồi chỗ khác. Đơn giản là do ngồi chỗ khác đó, nó làm lây chuyển cái mặt đất và không thể định được. Chứ Bồ Tát đâu phải đi tìm cái chỗ ngồi làm chi. Ví dụ như ngài trên núi trên núi Tuyết Sơn không được rồi, lại ra chỗ cái thung lũng nước lại thấy cái hồ thấy cái cái, cái bình bát xuống đó và chẳng ngày phát nguyện thì lúc đó ngài thấy rằng á là 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 biết là thành là thành đang chánh giác được rồi cho nên ngài cũng muốn ngồi xuống chỗ đó chứ đâu phải là đi kiếm gì nữa cái đó là cái tự nhiên phải không à chúng ta ít khi nào để ý điểm này ít khi nào phân tích cái điểm này thành ra chúng ta không có chúng ta cứ nghĩ rằng tự nhiên ngài đi xuống núi tự nhiên ngài đi tìm tới chỗ đó vậy đó nhưng mà thực ra đó là cái vị trí ngồi bắt buộc Chứ không thể ngồi chỗ khác Và cái nguyên lý chúng ta hiểu là tại sao Mà đất nó rung động Tại sao nó sụp đổ Đó là bởi vì Cái tự ngã chúng ta Cho dầu vi thế Nó vẫn còn chiếm lấy một cái khoảng trong hư không Nhưng mà bây giờ đây Nó đến chỗ vô ngã sâu xa Thì tự nhiên cái khoảng không đó nó hụt xuống để lấp đầy cái khoảng không đó thành ra là là cái mặt đất này nó rung động và nó sụp đổ cho nên một vị a la hán mà thành đạo các vị các cung điện của ma vương nó rung động sụp đổ tại vì ma vương nó ngự trị trên tự ngã mà có một hữu tình ra khối tự ngã đó con người phàm thô của chúng ta không thấy nhưng mà canh giới của ma vương nó biết do vậy cho nên nó thường gây chướng ngại nó gây trớ ngại cho những người tu hành những người làm cái công việc phước là vậy đó còn nếu chúng ta chỉ còn là là chiến đấu bằng cái nguyện lực định lực không sợ hãi của mình thôi còn nếu không thì chúng ta cứ đợi đời ở trong quanh quẩn luân hồi làm nô lệ cho ma mà đó là cái cái vị hiếu lý do tại sao mà thầy chọn buổi đời phật quốc này chỗ này để làm cái nơi mà đặt xuống trường đại học bây giờ nguyên cái nguyên cái cái vùng Santana này chỗ này là một cái tầng đất vững chắc nhất ngay chỗ này chỉ có cái điểm đây là vững chắc nhất mà thôi còn quanh quên quấn quấn thì không có bằng nó là ở, ở, phía dưới cái tầng mẹo hơn hoặc là ở xa ở vùng Westminster đó thì cái vùng đó là đất không có trong đất không trong à, cái vùng đó chỉ có ngay chỗ cái ký túc xá mà chúng ta xây dựng đó chỗ đó là cái ủ đất gọi là cái đầu con rồng đó mà cái giếng nước chỗ đó là cái lỗ mũi á <laughs> thành ra thành ra nước chỗ đó không bao giờ vơi cạn không bao giờ vơi cạn cho nên những cái, cái loại kiến thức này á là khi thầy tới nhìn thấy là mình biết liền và sau này mà ai mà ở chỗ đó chỉ trừ sống ở trên cái 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 đầu chính giữa đầu ấy, thì phải là là kỹ thúc xá sinh viên tu tập còn không là phải phải là người tu à, chứ còn còn xung quanh thì dân chúng ở được xung quanh thì dân chúng ở được vì ở đó nó 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 tiếp cận được cái vượng khí và từ sức khỏe tinh thần cho tới làm ăn thì nó sẽ phát đạt rất nhiều là, do đó cho nên hiếu hiếu đó hiếu đó như vậy đó nhưng mà tài chính mình yếu cho nên mình thấy hơi chật vật Thế còn nếu như mà mà có nhiều thì người ta đầu tư vô chứ người ta không có muốn bán ra ngoài đâu ừ. tại nó có cái lợi ích lâu xa như vậy đó tại là chúng ta hành đạo học đạo chúng ta tạo ra phước ra nghiệp ra sự chúng ta cần nhiều kiến thức lắm ở đây chúng ta nói trở lại vấn đề Như một vị vua Mà thấy thân mình đó Là cách thứ như vậy Và các thầy các cô có phát tâm Con cúng dường thân này cho Như Lai hay không? Nếu như phát tâm cúng dường cho Như Lai Thì mình nói rằng là Như Lai dạy mình cái gì thì mình làm cái đó Như Lai cấm cái gì Thì mình không làm cái đó Đó là mình cúng dường và chư Phật khuyến khích mình là tinh tấn ở trong phước nghiệp sự trong sự tu tập thì mình làm theo và mình sẽ không sống theo ý thích của mình nữa đây là một điều khó khăn tại con người ta ai cũng muốn sống theo ý thích và khẳng định ý thích và thuyết phục người ta đi theo ý thích của mình còn người tu tập thì buông bỏ tự ngã buông bỏ tất cả ý thích của mình lúc bây giờ mình chỉ làm theo những lời trí dạy của Phật. Ngày mai nó chết thì nó chết vậy thôi. Cũng không thể nào mà cán được khi cái mạng số chúng ta đã hết. Nghiệp số chúng ta thọ mạng chưa hết. Ai giết mình cũng không được đâu. Mình đu cái phước báo người ta có, có danh cũng không được. Mà phước báo mình không có thì mình cố làm nó cũng không có dư đâu cho nên tại sao mà chúng ta cứ thường làm phước từ vua quan tất cả những người trí thức phải hiểu điều này mà chúng ta làm thì nó gieo lại trong tâm của chúng ta chứ không phải người khác người khác làm không có được đâu thì họ làm thì họ được cái phước của họ vì vậy cho nên ở đây chúng ta hay này là hoặc là thí thân nghiệp chẳng hạn như chúng ta chúng ta làm công quả đây gọi là thí thân nghiệp hoặc là thí vật cần xá tức là là tứ sự à, những người tu tập họ cần cái gì đại chúng cần cái gì thì chúng ta thí cái vật đó hay là bố thí vật cần xá hoặc là, <laughs> hoặc là bố thí cái vật cần xá tức là chúng ta có những cái vật mà chúng ta thấy mình không có dùng không có dùng nữa thì mình nên bố thí không nên tích lũy ví dụ ngày xưa phật cấm không cho chúng ta giữ tiền nhất là người xuất gia nhưng hôm nay thì chúng ta không nên thế nào giữ cái, cái hình thức đó được không giữ tiền thì làm sao chúng ta à, có phương tiện sinh hoạt đi lại mua thực phẩm mua, mua nước uống <laughs> cho nên chúng ta phải à, chúng ta phải phải giữ nhưng mà chúng ta giữ trong tinh thần là là không tích trữ không tích trữ không tích trữ tức là tức là là chúng ta không có nuôi dưỡng cái sự tham chấp nhưng mà chúng ta vẫn phải sử dụng nó cho nên không thể nào không được cầm ném nó hai nghĩa này nó khác còn thời đại của phật thì sao ba y bình bác đi khắc thực trong thời đại chánh pháp người ta cho ăn là đủ rồi còn thời đại bây giờ chúng ta phải hiếu theo nghĩa là không có không có chấp giữ à, tức là 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 không có, có 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 giống như là là sở hữu nó để nuôi dưỡng cái lòng tham tích trữ đó gọi là tích trữ đó là những khái niệm mà chúng ta nên lưu ý rồi chúng ta đi tiếp hoặc là chúng ta thí cái lời nói hoặc là chúng ta thí ngữ nghiệp lời nói chúng ta trí vẽ cho người khác chúng ta thí ngữ nghiệp <laughs> hoặc là thí điều cần xá hoặc thí hoặc hoặc do đó là phương diện của bố thí của, của ngôn ngữ của của của, của ngữ nghiệp đó, mà bố thí hoặc là trên phương diện của ý nghiệp mà bố thí chẳng hạn như là là bố thí ý nghiệp hay là bố thí ý ý nghĩ đó hoặc là thí cái tâm xá đây gọi là thí loại cho nên ngang đây chúng ta phân tích chúng ta hiểu rằng trong việc bố thí nó hình thành trên ba phương diện đó là suy nghĩ là lời nói và việc làm chẳng hạn như bát cơm hương tích của chúng ta, chẳng hạn như là chương trình bát cơm hương tích của chúng ta thì sao? Chúng ta vận dụng ý nghĩ, chúng ta vận dụng cái ý nghĩ thực sự mà nói trong cuộc sống nói đến sự khó khăn thì ai cũng khó khăn nói đến cái nhu cầu cần phải có tài chánh phương tiện để sử dụng ở trong cuộc sống trong chương trình của mình thì nó luôn luôn là thiếu thốn à, tặng trạng thái chúng ta là như vậy nhưng mà chúng ta muốn gieo trồng phước báo cho mình vì vậy cho nên chúng ta phải dành dụm chúng ta nỗ lực <laughs> chúng ta chúng ta giảm chỗ này hạ chỗ kia xuống hay là chúng ta nhìn chỗ nọ chúng ta khắc chế chỗ kia để nó dư ra được một ít cái tịnh tài tất cả những cái suy nghĩ đó sự dụng tâm đó đó là ý nghiệp và ngang ý nghiệp đó nó đã trở thành hạt giống tốt lành ở trong tâm chúng ta rồi cái ý nghĩ đó đâu có ai nghĩ giùm cho mình được tự tâm mình phải suy nghĩ thôi tự tâm mình phải phải cân nhắc phải đông lường trong cuộc sống rồi thứ hai là là chúng ta mở lời nói chẳng hạn như tác bạch cúng dường cũng là lời nói hoặc là chúng ta à, hướng dẫn cho người khác một ít đạo lý hoặc là một cái phương pháp làm ăn hoặc là những cái kiến thức nào đó mà họ cần chẳng hạn như là kiến thức y khoa người ta cần chẳng hạn như vậy thì tất cả đều là thí và các vị xem ở trên TV mà thầy làm ở đây á chỉ có hai điều thôi một là bố thí pháp hai là bố thí sức khỏe cho nên mời bác sĩ này, mời bác sĩ nọ. Và coi như là 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 à, giới thiệu cái bài thuốc này, giới thiệu bài thuốc kia. À, rồi hướng dẫn giáo pháp cho mọi người. Đây là bố thí. Bố thí sức lượng, sức khỏe, à, bố thí pháp, bố thí lời nói. Cho nên chúng ta cũng có thể làm được. À, rồi á bằng hành động cụ thể nữa tự thân mình hành động cụ thể nữa như vậy thì ba cái phương diện thân ngữ và ý nếu chúng ta làm việc trong ý nghĩ không nó có tác dụng trong ý nghĩ mà không có chiêu cảm hai cái giới kia còn nếu như có ý nghĩ chỉ có lời nói chỉ có suối người ta cúng dường khuyến khích người ta cúng dường nhưng mà bản thân mình ấy, thì không bỏ ra thì mình cũng có cái phước ngang đó cho nên chúng ta chia phân tích rõ là phước nghiệp sự ở trên thân ngữ và ý rõ ràng. Các thầy xuất gia, các thầy phải để ý được chỗ này. Lão thông cái này mới được. Bởi vì đây chính là cái pháp kinh bản. Mà không có thấy rõ cái nghĩa bố thí gốc rễ sâu xa như vậy. Chúng ta hành trì không có không có thành tựu. Và do vậy mà chúng ta có giải thích người khác cũng không có không có tường tận được. Đây là những điểm mà chúng ta nên cố gắng chiêm nghiệm ha, cố gắng suy nghĩ, thực tập cho được, học hỏi cho được. Rồi, được rồi phải không hả? À? Nói tới phước nghiệp sự được rồi. Bây giờ như vậy thì nói tóm lại để chúng ta hiểu thế nào là phước là nghiệp là sự ở trong bố thế này. nó có ba yếu tố phước nghiệp và sự phước là thiện phước nghiệp á là thiện nghiệp và sự là thiện sự mỗi cảnh giới nó khác nhau bố thí câu hành với thân luật nghi ngữ luật nghi mạng tịnh luật nghi đây là phước như vậy chúng ta bố thí bằng ông bà mình nói là cách cho không bằng à, cho không bằng cách cho là ý nói rằng là chúng ta phải chú trọng cái phương pháp cái phương pháp tìm kiếm ra tài sản và cách thức chúng ta đem cho phải hiểu trọn vẹn ngày xưa mới ra làm làm bố thí á, thì lúc đó ở tại tây sơn có các chú cán bộ khuyên thầy đem đem À, kết hợp với gì hội hội chữ thập đỏ gì đó à, rồi à, đem đem phẩm vật vô ở tại ủy ban ủy à, ban nhân dân thị trấn huyện gì đó để mà làm làm bố thí còn không thì đưa tiền gồm tiền lại đưa tiền cho họ để họ bố thí họ làm thì lúc đó thầy không có chịu thầy nói tôi không biết rằng là các vị có cho hay không hay là các vị đi lựa người thân thương của mình cho, còn những cái người khổ cực thì không cho. Còn trong khi tôi là, là xếp xếp người đi xuống tận ở địa phương, để đi đến từng nhà, để nhìn thấy từng hoàn cảnh và tìm cho được một ngàn gia đình cần cái sự trợ giúp. Đó là cái ý nghĩa công việc tôi làm như vậy. Vậy mà họ họ giận, họ nói thầy là mời thầy vô tại, tại đồn công an đ, 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 trong ủy ban là gặp các chú lãnh đạo nói là thầy phải nhớ rằng là cứu cho không phải là thầy nói ông ông phải nhớ rằng ông phải biết rằng là là là, là cứu cho không bằng cách cho thầy mới nói là là thưa chú là cách cho là cho như thế nào là hay ở trong Phật đạo dạy dỗ tức là tài sản này không phải tài sản tham ô tài sản này là tài sản khó nhọc của mọi người à, những à, cháu bé nhìn từng ăn sáng những bà con khó khăn à, tích lũy từng đồng những người dân lao động ở mỗi nẻo đời à, thương xót chúng tôi làm những cái việc này tin tưởng mà gửi tới chúng tôi đâu có thể nào giao cái niềm tin đó cho người khác như vậy thì làm sao mà người khác họ tin tưởng nữa cho nên nhất định việc bố thế này là phải ở tại chùa thôi chứ à, không thể nào thực hiện chỗ khác nhưng mà bao nhiêu đó họ cũng gán thầy họ nói rằng thầy nói không biết nghe lời <laughs> thầy có cái tội đó giờ ai cũng nói là cái tội đó là ông này không biết nghe lời cho <laughs> nên khổ thân quý vị khổ thân tại vì không có thuyết phục được ở trong cái suy nghĩ của thầy mà tại sao vì suy nghĩ của thầy nó có thánh hiền, có thánh giáo mà nó có rõ như các vị hiểu như đây là vô cho không bằng cách cho là các vị cứ nghĩ rằng là đi cho lịch sự đó là cách cho. Thì chúng ta sẽ không hiểu rằng á là cái cách cho tức là nó liên quan tới cái cách mà chúng ta tìm kiếm ra tài sản. Đó. Do vậy mà nó liên quan tới cái gì? Là câu hành. Tức là nó luôn luôn là xuất hiện, đồng hành với thân luật nghi, ngữ luật nghi và mạng tịnh luật nghi. Mạng tịnh đó, là cái việc làm chúng ta đó. Chúng ta tồn tại trong một cái đời sống. Rồi thân luật nghi là chúng ta làm việc ở trong tinh thần của nam giới để tìm kiếm ra tiền chứ không phải đi ăn trộm, ăn trộm là phạm rồi, là không luật nghi rồi. rồi ngữ luật nghi ngữ luật nghi là chúng ta hoan trộm người ta suối người ta ăn trộm đó người ta đem tiền về cho mình <laughs> như vậy thì thì như vậy thì thì nó là trái hoài trái với thanh giáo à đó đây là như vậy thì bố thí như vậy là bố thí phước à, nó tạo phước là trên nền tảng đó à, trần thân ngữ và ý và nó tạo phước là với điều kiện trọn vẹn nhất là nó phải luôn có mặt với ý nghĩa thân luật nghi ngữ luật nghi và mạng tịnh luật nghi cái phước này là sao chắc chắn là chúng ta sống ở đâu, làm việc ở đâu. Dùng thân miệng và ý tạo phước trên cơ sở của ba luật nghi như vậy. Thì chúng ta sống ở đâu, chúng ta cũng an lành. Đó gọi là người có phước. Rồi thứ hai, cái người có phước này có, có những trường hợp là sau này họ không có tu theo đó nữa, họ buông lung, họ lung tung, nhưng mà cái quả của nó cứ vẫn tiếp tục sinh ra đó là nhờ cái phước ở trước nhưng mà họ đang tiêu xài hết cái phước của họ đó nếu như không biết gieo trồng tiếp thì sẽ rơi vào khó khăn rồi chữ nghiệp bố thí câu hành với những gì là tư đến tư hiện đến tư đã tư tư loại nghiệp tạo tác bởi tâm ý đây gọi là nghiệp như vậy chúng ta hiểu rằng nghiệp nó hình thành trong suy nghĩ mà trong suy nghĩ thì nó gồm có hai phần đó là tướng và tư mà tướng và tư là môi trường để ý chúng ta nó hoạt động cho nên chúng ta gọi là ý hành à, ý hành là nó phải có phải có khái niệm và phải có cái dòng suy nghĩ nó suy nghĩ mà không có khái niệm không có màu sắc không có âm thanh sao nó suy nghĩ được phải không ạ à? À, ví dụ như đứa trẻ mà mới có sinh ra đó, à, ngoại cảnh chưa có tác động vô nem à, vô trong cái cái tâm thức của nó, do vậy cho nên à, người ta nói nó cũng không biết nói, cứ nghe 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 không biết nói gì cả. <laughs> rồi rồi mà nhưng mà mà cũng mất thì nhìn, Mất thì nhìn, à, Tay thì tập nghe, và trong một cái cái cái, cái tâm trong sáng tờ giấy đó bắt đầu nó ghi lên những con chữ. Nó ghi lên những khái niệm nó ghi lên những cái sự tương tác cho nên chúng ta thấy ở trong đó cái nền giáo dục của gia đình giáo dục của học đường tới giáo dục của xã hội tối quan trọng nhà nước vận động cái sự giáo dục nhưng mà không lưu ý tới giáo dục của gia đình cha mẹ ra sức đi làm ăn không có thời gian để mà gần với con cái không có thấy được cái hành vi sai trái của nó Cho nên đi xuất gia phải gần tại học đạo là vậy đó Tức là nhờ những cái vị đạo sư của mình Họ nhìn thấy cái khiếm khuyết của mình Đó là do mình cứ biểu hiện sống Ở trong thân luật nghi, ngữ luật nghi Mạng tình luật nghi rất là bình thường như vậy đó Nhưng mà ở trong đó Đạo sư sẽ thấy ra là mình khuyết chỗ nào và có sự nhắc nhở có sự hướng dẫn từng cái động tác từng cái khía cạnh đó thì lúc đó chúng ta mới 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 hoàn thiện dần dần được những cái việc nó linh tinh linh tinh nhưng mà chúng ta phải như vậy đó bây giờ chú tiểu mà xuất gia ở đây thầy đứng ở dưới sân có một cái 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 cái, cái kệ hè nó cao hơn khoảng gần một gang tay thôi à, khi thầy nói chuyện thì chú đứng ở trên hè chú rất là vô tư thôi nhưng mà nếu như không có đạo sư nhắc nhở thì chú cứ thế làm thôi cho đó thầy nói con con nên nhớ một điều rằng là con nói chuyện với bất cứ ai người đó là cái người ngang con thì con nên đứng ở chỗ ngang và con thấy họ mà mà lớn hơn con thì con nên đi bước xuống ở chỗ thấp hơn nếu không có chỗ thấp hơn thì con đứng ở cái vị trí mà coi như là nó 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 kiếm quan trọng hơn nó kiếm cái điểm trung tâm hơn thì phải đứng như vậy đó nó mới là đúng phép còn thầy đứng ở dưới sông mà con đứng ở trên cái hè tức là con đang đứng ở cái vị trí cao hơn thầy thành ra nó nó sai mình người ta đi giữa đường mình đi ở bên đường Người ta hỏi Pháp mình không được thuyết Tại sao bởi vì Pháp luôn luôn Phải được trăng kính ở trung tâm Mà đem đỡ ra Ở bên người thuyết Mà ở bên lề đường Còn người nghe thì đi dưới đường Cũng không được thuyết rồi Hay là người ngồi Mà mình đứng cũng không được thuyết Trừ khi họ có bệnh Nó rất là rõ ràng như vậy đó nếu như không có uống nắng không có dạy dỗ từng chút từng chút á thì sau này lớn lên không thể nào thành pháp khí nhưng mà cái tâm ở trong sáng cho nên dạy nó dễ dàng hơn còn ở đời càng lâu cái tâm mình nó nó sẽ nó sẽ gọi là à, chấp thủ một cách kiên cố mà chúng ta gọi là kiên chấp kiên chấp ở trong cái khái niệm trong quan niệm ở trong cái tập khí thói quen đó bây giờ thay đổi khó khăn lắm khó khăn ừ, đây là đây là gọi là là nghiệp phải không ạ à? là trong suy nghĩ rồi thứ hai thứ ba là gì sự là người thấy người nhận vật được thấy đây gọi là sự cho nên trong đây thí loại gọi là thí loại cũng gọi là phước cũng gọi là nghiệp cũng gọi là sự và chúng ta hiểu rằng... Trong hành động bố thí của chúng ta... Nó xuất hiện đầy đủ ba phương diện... Thân ngữ ý... Do vậy mà... Nó hình thành cả... Hước, nghiệp và sự... Được chưa hả? À, cái bài này rất là hay đó... Đặt xuống cho chúng ta một nền tảng... Hoặc giả chúng ta ôn lại... Để chúng ta rõ ràng hơn... Trong những cái việc bố thí và tạo phước tạo nghiệp của chúng ta rồi chúng ta đi tiếp nè ở trong đây phước nghiệp sự như thế nào phước ở trong đây gọi là phước cũng gọi là nghiệp cũng gọi là sự cũng gọi là thí loại nghĩa là sao tại vì sao bởi vì ở trong cái phước này á nó biểu hiện tịnh nghiệp mà nó biểu hiện thiện sự và và đó là cái kết quả của thí loại chính là thí loại còn trong nghiệp thì nghiệp đây cũng gọi là sự cũng gọi là thí loại tại nếu như không có thí loại thì cái nghiệp nó không có hình thành được và ở trong đó do vậy mà nói rằng đó là đời sống có phước trên phương diện sự ấy, thì đây chỉ gọi là sự phải lưu ý này trên phương diện của sự ấy là nó chỉ sự tướng thôi đơn thuần là sự tướng ở trong đó không có nói tới là là phước là nghiệp gì cả mà chỉ là sự tướng chúng ta hình dung được không hả? À? cho nên ở trong sự ấy mà nói tới, trong đó là có biểu hiện của phước của nghiệp là không có được tại trong công việc thì nó đơn giản là công việc chỉ khi nào nó gắn liền với tự thân của chúng ta ở trong ý nghĩ và trong việc làm ở trong lời nói thì lúc bây giờ là nó mới nó mới diễn ra những cái trạng thái phước và nghiệp Đó <laughs> cho à. nên cái cái nói ta phước nói ta nghiệp là nó chỉ diễn ra ở trên thân của chúng ta còn cái sự là sự tướng mà sự tướng là nó chỉ mặt biểu hiện bên ngoạn ra ở ngồi ở cái ngoạn thôi nhánh lá thôi rồi chúng ta ném được rồi phải không chỉ có chỗ là sự thì chỉ gọi là sự thôi là chúng ta chưa có hình dung được nhưng mà chúng ta sẽ hình dung phần sau. Chúng ta sẽ rõ điểm điểm này. Tiếp theo đến thứ việc thứ hai đó là tu giới loại. Tu giới loại chúng ta tu như thế nào? Thế nào là giới loại? Thế nào là phước? Thế nào là nghiệp, thế nào là sự mà gọi đó là gọi giới loại phước nghiệp sự chữ giới đây chính là chỉ cho người giữ giới chữ giới đây là xa lìa hại sinh mạng xa lìa lấy vật không được cho xa lìa hành tài dục xa lìa nói hư dối xa lìa uống các loại rượu như là rượu tốt la mê đa và mạc đà và tránh xa những môi trường phóng vật đây gọi là giới loại trong này chúng ta thấy uh, giữ giới trên nền tảng căn bản là như vậy cho dù 250 giới của tỳ kheo 348 giới của tỳ kheo ni cũng không thể nào rời khối nền tảng giới này cho nên năm giới như là cốt tủy rồi thành tựu lên là tám giới hành vi ra thập thiện cho đến sa di sa di ni tức so mana hoặc là tỳ kheo tỳ kheo ni cũng trên cái hạt nhân này trên nền tảng cốt tử này nó là xa liệt cái hành vi hại sanh mạng tức là không sát sanh thứ hai xa lìa lấy vật không được cho bất kỳ đó là vật gì không được cho ở Mỹ này nó có một cái giáo dục rất là hay chỗ là đồ đạc của người nào là người đó không người khác không có được tùy tiện là, là đụng tới và di chuyển nếu như không được sự đồng ý của họ. Cái đó là giáo dục từ từ thối nhỏ từ học sinh bắt buộc là như vậy đó. Đụng tới bất cứ ai cái gì là phải xin phép mà phải hối họ họ có đồng ý hay không. Đây là một cái nguyên tắc sống rồi lấy vật không được cho cái chuyện đó là chuyện là là tối kỵ không có tùy tiện mà lấy cái vật của ai của cá nhân thì nợ của cá nhân nếu như mà lấy vật của chiêu đề tức là của những người đi chùa bỏ vào trong chùa chẳng hạn như cái túi tiền của người ta đi vào treo ở trong chùa thì lúc đó được gọi là vật chiêu đề mà ở ngoài cống chùa thì cái túi tiền đó là của người đó cho nên lấy trộm cái túi tiền đó ở ngoài cổng chùa thì cái, cái cái cái, cái nghiệp đọa của nó ít nhưng mà lấy cái, cái, cái cũng là cái túi đó mà của người đi chùa họ treo trong chùa thì cái tội nó có thể đọa địa ngục đó là cái cái gọi là cái của chiêu đề đấy các vị đọc ở trong kinh luật có chữ là của chiêu đề đấy hai cái không gian thôi cái của đó trong không gian nào hoặc là những cái cúa mà người ta dùng để mà mà chuẩn bị xây chùa mà mình lấy trộm tiêu xài cá nhân của mình thế nào gọi là là xa lìa hành tà dục hành tà dục này không có nói chuyện là vợ chồng gì cả nghe tự nhiên lúc không biết lúc nào mà, mà quý thầy dạy dỗ là phải sống chung thủy rồi có thầy còn nói rằng là hành hành dâm mà người ta đồng ý thì không có phạm gì cả chỉ là cưỡng hiếp là gọi là, là 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 mang cái tội hành tại dục thôi nói như vậy là hoàn toàn không hiểu cái cấu trúc của tâm cái cấu trúc của nghiệp chẳng hạn như là vợ chồng người vợ cứ nghĩ rằng là người chồng của mình là sở hữu của mình mình có quyền là đòi hỏi và hướng thụ theo cái cái dục hành hoặc là người chồng đòi hỏi người vợ nghiêm nhiên tôi không xâm phạm ai tôi ăn ở với vợ tôi tôi, tôi, tôi tôi có quyền hay là người chồng yêu cầu người vợ phải thực hiện cái trách nhiệm phục vụ tranh gối cho mình cái điều đó cũng là hành tài dục tại vì đơn giản là gì là, là cái người vợ mệt mỏi suy kiệt ở trong cuộc sống tâm của họ không có hướng tới nhưng mà họ bắt buộc phải miễn cưỡng rồi nó còn cái trường hợp nữa là là không phải nơi không phải chỗ chẳng hạn như là cái không gian đó không có cho phép nhưng mà mình bị bị cái tâm ái nhiễm nó cuốn hút tới mức là mình không có thể dừng được hoặc là mình tìm những cái cái những cái cách hướng dục như thế nào là lạ lắm tôi là tà đó đi tìm kiếm cái cái xúc của tà trong đấy cho nên chính cái điều đó nó dẫn tới là cái quả tà ngày xưa bồ tát Thất đạt đa với gia dụ đà la trong vô lượng kiếp họ sống ở trong cái cái họ không có vi phạm hành tài dục họ sống đời cư sĩ họ sống cái đời cái đời hành bồ tát đạo không bao giờ họ phạm cái hành tài dục này cho nên trong cái giới này á là chúng ta đừng đừng cho rằng á, là vợ con của mình thì mình không phạm mà phải hiểu sâu như vậy bởi vì cái cấu trúc tâm của chúng ta nó hướng tới hành tà dục cho nên nó chiêu cảm cái quá của tà dục và từ đầu tiên chúng ta thọ sanh là chúng ta đã thấy cha mẹ ân ái với nhau và chúng ta đã khởi dục ở trong cái bối cảnh đó rồi cho nên là sự tu tập tức là viễn ly để chúng ta trở về với phạm hạnh thanh tịnh. Điều này rất khó làm cho nên gọi là trọng giới, khó làm. Rồi xa lìa nói dối. Cái này dễ hiểu rồi, xa lìa uống các loại rượu. Cho nên kinh nó là cấm uống rượu, tức là nêu ra chẳng hạn như rượu tốt la này, rượu mơ mê lợi đa này rượu mạc đà những cái loại rượu hay là và tránh những môi trường phóng vật đến đây chúng ta mới thấy rằng lời dạy viên bản cho nên chúng ta không được ở đi vào trong cái quán rượu nơi đó là cái môi trường hay là vào ở trong cái tứ điểm chẳng hạn cái chỗ là chơi bời bài bạc cá độ những cái 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 môi trường đó là nó khiến cho tâm chúng ta nó phóng dật, nó bị kích thích theo đó rồi, rồi từ trong đó nó mới phạm ra cái lỗi lầm khác. Đây gọi là giới loại. À, cho nên chúng ta hiểu cái chợ cái giới loại chưa hả? Cái chuyện giới loại nó được phân phân biệt một cách rất rõ ràng, à, cốt tuyến nó là như vậy. Chúng ta nắm như vậy rồi thì chúng ta đâu có sợ gì nữa đâu? Chúng ta không có sợ rằng mình hiểu sai lầm nữa và mình giải thích cái giới này một cách trọn vẹn chứ còn giải thích theo cách là cấm các uống rượu thì mình uống bia thì 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 cách như vậy á là cái cách nó không có đúng với chánh pháp rồi đối với phước nghiệp sự ở trong tu giới loại này nó hình thành như thế nào phước nó hình thành nó câu hành với thân luật nghi ngữ luật nghi mạng tịnh luật nghi cho nên giữ giới nó sinh phước. Thấy chưa hả? Rồi thứ hai. Nghiệp câu hành. Với tư đáng tư hiện tiền. Tư dĩ tư. Tư loại. Tác tâm ý nghiệp. Đây gọi là ý nghiệp. Cho nên, nên là. Chúng ta cũng phải suy nghĩ như thế nào. Ứng xử như thế nào. Ở trong giới. Ứng xử như thế nào cho nó phù hợp. Như vậy đây gọi là nghiệp. thành ra các vị thấy mà các cô mà xuất gia đó là cái cái bước đi của các cô nó xa hơn, nó nhanh hơn rất nhiều. Tại vì ở tại gia chúng ta có quá nhiều thứ chi phối. Lo toan cuộc sống, tìm kiếm cách này cách nọ để tồn tại. Ngay cả công ăn việc làm chúng ta cũng vậy. Cho dù làm ra thật nhiều tiền nhưng mà nó cũng là những công việc tương tác lên xấu kênh của chúng ta. Và chúng ta cũng liên tục là huân tu những cái hạt giống trong tương tác công việc đó. Ở đây thầy không nói nó là xấu trong thuần phong mỹ tục hay là trong cái sinh hoạt tự nhiên của xã hội. Nhưng mà rõ ràng là nó nó tương tác ở trong tâm chúng ta những cái hạt giống của phàm phu. Còn những oai nghi của thánh hiền mình không có cơ hội để mà huân tu. Mà khi mình xuất gia thì mình lại có cơ hội hơn. Một ngày mình huân tu nhiều hơn ở trong cái môi trường huân tu và chúng ta ở trong cái môi trường tinh tấn thì chúng ta lại có kết quả cao hơn <laughs> ở ngày ở đây mà như các thầy như thầy hiện như có hiếu đó ngày xưa thầy ở tại chùa phước long một thời gian ngắn thôi nhưng mà cái tâm thầy thực sự là thầy không có làm biến được cho nên ai ở xung quanh thầy là chỉ có tinh tấn thôi còn anh nào mà làm biến là anh sợ anh không dám lại gần và và chúng ta thấy rằng là À, sống uh, ở trong đạo tràng như ở tại Bộ Đề Phật Quốc này cũng vậy đó. Đại đạo tràng chùa Đề Quốc này sinh hoạt một tuần, bằng chỗ ta sinh bằng người khác chỗ khác sinh hoạt một tháng chứ không phải đơn giản đâu. Có khi một tuần là bằng người ta cả năm á. nào là học pháp, nào là tu tập, nào là xây dựng là từ sáng tới tối. Cho nên là các các cô cô hiền trang, cô hiền viên có xuất gia đây rồi thấy đó. Đó là nhiều khi thầy trò không có giờ nói chuyện mà không <laughs> giờ cho nên gặp nó là tay phải, phải cái chuyện gì cần thiết quan trọng là mới gặp còn không một tháng bao giờ đâu ngoài ngoài việc cống hiến trong công việc ngoài ra cũng còn phải cần một cái khoảng tư duy nữa một cái khoảng trống để thầy tư duy công việc nữa thu xếp việc trước việc sau như thế nào cho nó nó trôi chảy và thấy như vậy thì một cái vị thầy như vậy thì các vị nghĩ xem là ở xung quanh đâu có ai muốn làm biếng cũng có một số thầy là rất là muốn tới đây ở nhưng mà thấy tự nhiên không dám <laughs> tại vì là thầy biết rồi ở tại sao thầy không thấy nó dạy con bận nó bận hiệp bận thầy làm biến với bận gì thầy nói thế thầy nói thầy làm biến như bận gì tại thấy đây người ta siêng năng tôi cũng siêng năng chúng đều siêng năng phật tử ai cũng siêng năng sáng sớm là tám giờ rưỡi là người ta lên trên địa ngồi ngồi thiền và trước khi tám rưỡi ngồi thiền là người ta đã bảy rưỡi hay là 6 giờ là người ta đã ở nhà chuẩn bị rồi người ta chuẩn bị mọi thứ rồi để người ta lên chùa tới chùa đúng giờ à, còn các thầy tự đi muộn là sao à, cho nên là, là 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 là, không lý mình nên xuất gia là tinh tấn thua cư sĩ à? à? hay là cư sĩ mình họ ngồi thiền ở thành phật còn mình lang thang à <laughs> cho, nên, cho nên là là, là nó rõ ràng là là phải phải tinh tấn và ở đây chúng ta thấy rằng là À, chẳng hạn như là cái ở trong phước đó, nó, nó hình thành trên cơ sở của giữ giới phải không à rồi ở trong nghiệp đó, nó hình thành trong suy nghĩ trong suy nghĩ mà chúng ta giữ giới chúng ta làm sao giữ chứ chỗ đó mình nên đi hay không nên đi lời nói đó mình có nói hay không hay là cái, cái việc đó mình thích nhưng mà mình không được làm nó, nó có những cái, cái suy nghĩ như vậy đó rồi tiếp theo là sự đó là vấn đề phòng ngừa hoặc đình chỉ cho nên cái sự này là cho là phòng ngừa giới là phòng hộ phòng ngừa đình chỉ tức là nếu như phạm rồi là phải đình chỉ sám hối hoặc là cấm làm hoặc là xa xa lìa sát hại sinh mạng cơ sở đây là lìa sát hại sinh mạng vấn đề phòng ngừa hoặc đình chỉ cấm làm hoặc xa lìa lấy vật không được cho là cơ sở đây là xa lìa lấy vật không được cho cho nên chúng ta hiểu trong giữ giới nó đầu tiên là phong ngừa thứ hai là đình chỉ thứ ba là cấm và thứ tư là gì là dứt khoát phải xa lìa những cấp độ này là trong giới bởi vì nếu như chúng ta đình chỉ chúng ta biết là cấm không làm nhưng mà chúng ta không phòng ngừa chúng ta không phòng ngừa chúng ta cứ gần gũi với cái chỗ sát hại thì thế nào mình cũng bị lây nhiễm trong đó thôi cho nên xúc gia viễn ly vào ở trong chùa là chúng ta đã xa lìa rồi đó nếu như không nhờ cái môi trường báo độc như vậy nó dẫn dắt tới cái chỗ là Sát hại thì chúng ta cũng làm theo thôi. Chẳng hạn như chúng ta gần gũi mấy cái người thích đi xanh. thích đi xanh. và con chim đang bay xinh đẹp trên trời, một bầu trời có cánh chim bay qua rất là sống động như vậy. Nhưng anh chỉ muốn nhìn cái bầu trời không có gì hết, không có sự sống, cho nên anh mới đưa cái cái súng lên bắn cho nó rơi xuống chết trời. Bạn chết mà chết nhiều chừng nào thì anh nghĩ rằng á, là hay cho nên ngang đó thôi thì chúng ta thấy rằng á, là nó dần dần á, tâm chúng ta cũng đi theo còn có mấy máy chú có mấy chú thầy khuyến khích đi chùa nói rằng là bạn bè nó rủ đi câu cá nó <laughs> thấy không hả à? nó là cái người dữ giới gì kỳ vậy phải xa lìa những người bạn rủ đi câu cá chứ nó không tụi con câu không có ăn cái thầy nó được rồi thì chú há miệng ra đưa cho thầy bó cái lưỡi câu vô thầy giật cho rách miệng chú rồi thầy thả ra chú không chết là được <laughs> là, là, là là lúc đó là mình hết đối lại chứ còn đi nói rằng là cô không có ăn cô không có giết à, cứ nghĩ rằng vậy là mình giữ giới nhưng mà mình ở trong môi trường đó là gì là thiếu phòng ngừa cái phòng ngừa đó không xa lìa cái phòng ngừa không đình chỉ hoặc là hoặc là cấm là hạt cấm làm trên phương diện của sắc sanh như vậy, trên phương diện của lấy mà không được cho cũng như vậy, trên phương diện của dục tà hành cũng như vậy, nói chung là ở trong năm giới chúng ta giữ ở các cấp độ đó là phòng ngừa, đình chỉ hoặc là cấm lặng, đây gọi là giới loại, cũng gọi là phước loại, cũng gọi là 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 là, 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 là nghiệp cũng gọi là sự nhưng mà thì ở trong cái việc giữ giới nó biểu hiện cả ba à, phước nghiệp sự phước nghĩa là sao phước á đây gọi là phước cũng gọi là nghiệp cũng gọi là sự cho nên gọi là giới loại cũng gọi là giới loại và ở trong trong nghiệp của giữ giới thì nó được tạo ra tịnh nghiệp nó là cái, cái sự tướng của giữ giới thì như thế nào cũng gọi là giới cũng gọi là phước. Trong sự ở đây cũng gọi là sự, cũng gọi là loại, cũng gọi là phước, cũng gọi là nghiệp. Như vậy thì chúng ta so sánh nè. Ở trong bố thí, ở trong bố thí, chúng ta thấy rằng đối với sự thì đơn thuần là sự thôi. <laughs> nó không ở trong phước, ở trong nghiệp thì nó có bốn yếu tố trộn lẫn trong đó. Còn ở trong ở trong cái sự ấy, thì đơn giản chỉ có sự thôi à nhưng mà ở trong cái sự của giữ giới ấy, thì nó gồm có thêm những yếu tố khác đó là giới đó là phước và đó còn là nghiệp cho nên Phước báo của người giữ giới ấy, giải thoát cái khả năng giải thoát của người giới cao hơn là bố thí đó là điểm mà chúng ta nhìn ra thấy chưa hả cho nên tại sao các vị giữ oai nghi giữ nam giới là chúng ta đã tạo phước rồi tạo nghiệp rồi tạo sự rồi rồi chúng ta xuất gia thì chúng ta lại tạo những cái phương diện này cao hơn nữa thấy được những điều này là những cái nền tảng nâng đỡ để, để chúng ta giải thoát chúng ta bớt khổ đau thì chúng ta mới biết trân trọng đời sống của mình còn ngược lại thì chúng ta sẽ thấy rằng giới là một sự ràng buộc. Và sống buông lung đó là thoải mái, là thích là tự do. Không thấy cái kết quả cuối cùng chúng ta bị đọa ngang đâu. Đây là những điều mà chúng ta chiêm nghiệm ấy, chúng ta thấy rõ chưa hả? Cho nên giữ giới là mình tự nguyện mình mình giữ tại vì mình hiểu nó như vậy như vậy. Mình muốn giữ nó như vậy là do cái phước báo của nó do cái, cái tính chất cao đẹp của nó mà mình hướng đến để mình sống với nó. Còn một khía cạnh khác nữa đó là tu loại phước nghiệp rồi, À phước chưa nói, thí rồi giới rồi. Bây giờ ta phương diện thứ ba là tu loại. Trong tu loại này thế nào gọi là tu loại thế nào là phước thế nào là nghiệp thế nào là sự thế nào? Mà gọi là tu loại phước nghiệp sự Đầu tiên Tu loại Ở đây đặt xuống nền tảng Đó là bốn vô lượng tâm Từ bi hí xá Gọi là tu loại Đạt đến chỗ từ bi hí xá Bằng mọi phương tiện Từ bi hí xá cũng là nền tảng Để hành bộ tác đạo Ở trong phước vô lượng câu hành với thân luật nghi ngữ luật nghi mạng tịnh luật nghi đây gọi là phước cho nên vô lượng ấy là là, là à, vô lượng là, từ bi hí xá vô lượng đó cái tâm từ bi hí xá vô lượng mà nó câu hành với thân luật nghi ngữ luật nghi và mạng tịnh luật nghi đây chính là phước chúng ta phân tích thêm một chút nữa Để thành tựu được từ bi hí xã vô lượng người ấy ít nhất phải đắc được tứ thiền và biểu hiện của họ trong hành pháp lợi sinh hướng tới lợi lạc vô lượng vô biên trong tất cả mọi tình huống thì đây gọi là phước còn nghiệp là sao vô lượng câu hành với các tư đến tư hiện tiền tư Dĩ tư Tư loại Tác tâm ý nghiệp Đây gọi là nghiệp Nói được chưa hả Vô lượng câu hành Với các tư đáng tư Hiện tiền tư Dĩ tư tư loại Tác tâm ý nghiệp Đây gọi là nghiệp Rồi sự là gì Là sở duyên sự Duyên vào đó mà khởi bốn vô lượng, chúng ta phân tích chỗ này, phước chúng ta hiểu rồi, nghiệp chúng ta nghiệp cái nghiệp của của của, của cái phương thức tu tập bốn vô lượng này á là chúng ta hiểu rồi, tức là trong suy nghĩ trong việc trong cái tư tưởng ở trong cái sự khởi niệm bao nhiêu thứ trong đó, trong tâm tác tâm ý nghiệp tác tác thành tạo thành cái tâm ý nghiệp thanh tịnh như thế nào còn cái chữ sự này á là sở duyên sự là duyên vào đó mà khởi bốn vô lượng câu này chúng ta phải hiểu. Ví dụ như á có người họ thấy người khác đau khổ mà họ khởi tâm cứu vớt cho họ thấy người khác hạnh phúc á họ không có cái tâm là hướng đến. Cái tâm đó là gì hả? À, cái tâm đó là từ Cái tâm từ Ví dụ như cúng giường Là kiếm cái chùa nào mà nó nghèo Thiệt nghèo ở đó cúng <laughs> Còn cái chùa nào mà nó giàu rồi thôi Không cúng nữa Thấy thầy Quyền Châu Xoay trường đại học mà Tiền bạc cơ sở như thế này ấy, Cúng giường giống như là đem cuối giờ rừng Nói <laughs> vậy đó nói vậy đó, thành ra thành ra đây là chúng ta hiểu là là họ chỉ có hướng tới là cái chùa nghèo thôi ngày xưa mà xây dựng bồ đề phật quốc này thầy à, à, tạo dựng lên lúc cái chùa còn nợ nần thiếu thốn đó, là nhiều người họ biết họ sống nhau tu hành giúp đỡ và khi nghe thầy trả nợ xong cái họ bo đi hết <laughs> bỏ đi hết này bỏ đi hiểm mơ tại vì thầy biết rõ là cái tâm của họ là hướng đến những ngôi chùa nghèo những ngôi chùa nghèo Vậy do vậy mà cái ông sư nào mà thiết nghèo à, thiết nghèo là là người ta người ta kính ngưỡng ví dụ như nè là cho một ví dụ ví dụ như bây giờ à, giờ tất cả mọi người đều khổ hạnh và chứng thánh a la hán họ không có cái xu hướng là xây chùa đúc tượng không có cái xu hướng là truyền trao chánh pháp mà họ chỉ có viễn ly họ tu tập họ chứng thánh rồi họ chết thì phật đạo sẽ như thế nào đó là một trong những lý do mà có giáo pháp của phật á. đức nửa đêm đức phật niết bàn sáng hôm sau giáo pháp tàn lụi tại vì sao bởi vì tất cả các vị a la hán các vị đắc quả tự tại á, họ đều nhập định họ đều niết bàn theo đức phật hết trơn à đức phật nhập niết bàn là giữa đêm là sau đó một canh giờ là họ, họ nhập niết bàn họ bỏ xác hết và sang ngày hôm sau cả cái mặt đất không có cái vị a la hán nào mà đi mà mà mà, mà truyền trao giáo pháp nữa cho nên là giáo pháp tàn lụi hiểu chưa hả cho nên là cái 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 đức đức phật là chú trọng cái con đường bồ tát đạo là vậy đó là nhờ nó mà nó tạo ra và có cái, cái giáo pháp của phật nó được giữ gìn trên mặt đất này từ thế hệ này sang thế hệ khác và không những vậy nó còn có cái ý là lan truyền đi nữa lan tỏa đi nữa nó lan tỏa từ ấn độ tới việt nam mấy ngàn năm chưa hết mà <laughs> đó là đó là cái, cái giáo pháp phật hiểu theo đúng nghĩa ừ, rồi à có người thì họ tu tập ở trong cái cái, cái bi thôi à, từ với bi à, bi tức là là chúng sanh đau khổ những chúng sanh nào đau khổ là họ mới giúp và có người tu trong khí <laughs> chứ hẳn chúng sanh được an vui thì nguyện gì được an vui cho nên họ muốn tìm tới những cái môi trường tu tập thánh thiện an vui Sao những cơ sở thật là xinh đẹp Để cho người ta an vui Rồi có người đó, Thì họ sống với sự buông bỏ Họ vui với sự buông bỏ Nhưng mà chúng ta hiểu rằng Từ bi hí xá Đó là bốn phương tiện Đó là bốn cái nhân duyên Để người đời Nhìn vào đó Mà khởi tâm tu tập Và con đường nào họ muốn thành tựu Cũng đều phải đắc tư thiện Chúng ta thấy giáo Pháp Phật tuyệt vời chưa không bằng tâm là cái người đó họ đến với Phật đạo bằng cái phương diện nào hoặc là họ nhìn thấy cái duyên gì trong cuộc đời đó là từ là bi là hí là xá và trên cái duyên đó họ ngưỡng mộ cho nên họ học theo chẳng hạn như học theo cái hạnh xá của người khác học theo cái hạnh từ hạnh bi của người khác hoặc là nhìn thấy người từ người bi người hí người xá mà chúng ta trợ duyên và chúng ta duyên vào đó là một khác phát khởi cái tinh thần tu tập tu tập tới mức mà chúng ta thành tựu được nó thì nhất định phải thành tựu tứ thiền cho nên câu này nói rằng là gì bốn vô lượng từ bi hí xã tất cả những điều này là sở duyên sự duyên vào đó mà khởi bốn vô lượng thấy điều này rõ chưa hả sở duyên sự tức là cái chỗ sự tướng đó và duyên vào đó để khởi ra bốn vô lượng cho tâm mình chúng ta hiểu một cách ngược lại để cho thấy rõ chẳng hạn như là bây giờ mình nói mình tu từ vô lượng là ban vui bi vô lượng là cứu khổ chẳng hạn như mình thấy cái người khổ chúng sanh khổ mình có cái 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 khái niệm là mình sẽ xông vào cứu khổ chứ không thể nào mình mình tu làm sao cho mình khổ ngang người ta mà khổ hơn người ta <laughs> đó mình thành tựu pháp khổ vì vậy cho nên nhìn thấy cái duyên khổ đó mà chúng ta muốn cứu khổ nhìn thấy cái duyên từ duyên bi duyên hỷ duyên xã từ đó mà chúng ta tu và chúng ta học lần trước chúng ta biết rằng á đạt đến từ bi hỷ xã vô lượng thì người đó đầu tiên là phải đạt đến là từ tâm định bi tâm định hí tâm định và xá tâm định mà mà từ tâm định á là đều phải thành tựu trong tứ thiền mới được gọi là từ tâm định còn trước đó chỉ là từ tâm chứ không phải là từ tâm định mà tứ thiền cho dầu xuất phát điểm của nó từ duyên nào đi nữa thì tứ thiền nó vẫn như nhau mà thôi và trên cơ sở tứ thiền đó là trên cơ sở đó đi đi vào trong thánh đạo. Cho nên sự tu tập là tùy duyên mà chúng ta thấy Đức Phật khai thị rất là tuyệt vời. Rồi. Như vậy thì trong phương diện này tu trong đây gọi là tu cũng gọi là phước cũng gọi là nghiệp cũng gọi là sự. Còn phước thì trong đây có đầy đủ hết. Đó là đầy đủ phước, đầy đủ nghiệp, sự và cũng gọi là tu loại. Còn nghiệp thì trong đây gọi là nghiệp cũng gọi là gì? cũng gọi là sự cũng gọi là họ loại cũng gọi là phước trong sự này chỉ gọi là sự thôi trong sự này chỉ gọi là sự thôi đơn giản chỉ là là sự thôi nếu mà chưa hả? cho nên cái sự tướng của của tu loại á đơn giản là sự thôi thành ra nó không có chú trọng bất cứ một cái hình thức nào miễn làm sao chúng ta đạt đến là phước nghiệp là được còn cái sự tướng này là không có giới hạn, không không phải nói rằng là như vậy như kia mới gọi là đúng là sai. Do vậy mà mà trong giáo pháp của Phật chúng ta thấy là tám dạng bốn ngàn pháp môn, mỗi pháp môn là một sự tướng, không có sự tướng nào giống cái nào. điều đó chẳng có quan trọng, quan trọng chỉ có thành tựu là gì, là phước, lị và và nghiệp là được. Cho nên Thế Tôn nói, người trí y chỉ pháp, xuyên học thế giới tu, sanh thế gian không khổ, hưởng ba loại quả vui. Ba loại quả vui là gì? Là hiện tại an lạc, sau khi chết sanh thiên, và cuối cùng đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Và từ cõi trời đó, kinh nghiệm giáo pháp tu tập đã học được ở nhân gian, mà phát triển nó lên đi vào cứu cánh Niết Bàn đây là ba phương diện là con đường thoát ly sinh tử là giáo pháp niết bàn mà hôm nay chúng ta hành thành tựu được thì chúng ta có an lạc an vui phước báo chúng ta sinh thiên và chúng ta đạt đến cứu cánh niết bàn a như Đạo phật các vị có muốn đặt câu hỏi nào không Ai muốn hỏi gì các vị cứ tự nhiên. Ở đây thấy có các vị các thầy, có một số thầy cũng phát tâm học, rất là tốt. Không biết các thầy ở Chùa Phước Long có tham dự học nhiều hay không? Nếu như mà thiếu bận rộn quá, không có học được, rất là uống, rất là uống. Nhất là những người học trò xuất gia, mà không học được cái giáo nghĩa từ thầy của mình nhất là kế thừa được cái tư tưởng thì à, nếu như nếu như có sự kế thừa nó chỉ là kế thừa tài vật chứ không phải là kế thừa pháp không phải là người thừa tự pháp thì, à, vâng quang minh tuệ quang tuệ mở Macro lên nói tại nghe dạ bạch thầy á à. thầy à, cho con hỏi là có những lúc mà thầy giảng đó là Um, một người mà chứng a la hán là họ sẽ không thể nào họ biết được mà mình chứng à. như vậy á, thì người ta sẽ đặt một cái vấn đề á, là cái người trong cuộc mà họ ch chứng hay không mà họ vẫn chưa biết luôn thì người ngoài sẽ làm sao mà biết được họ đã chứng hay không ạ à. lại có đó những rồi. lúc có lại có những lúc mà, mà thầy giảng á, là người mà sơ thiền á, thì sẽ không thể nào hiểu được cảnh giới của người nhị thiền người nhị thiền sẽ không thể nào hiểu được cảnh giới của người tam thiền vậy phải chăng nếu ở trong đời mặt pháp này nếu mà có một người may mắn mà chứng được a la hán thì thì sẽ không có ai mà thẩm định được hay không ạ tại vì chỉ có phật với bồ tát hoặc là những vị a la hán mới mới hiểu mới biết được ai chứng hay không còn nếu mà, mà dưới dưới quả vị a la hán là coi như không có cách nào để thẩm định được à con nghĩ là có phải không ạ vâng rồi vâng vâng quang minh tự có những cái câu hỏi rất là hay và đúng như vậy Một vị A-la-hán Họ không có nối họ là A-la-hán Ở đây là vì sao? Bởi vì nếu như nối rằng A-la-hán Ta đắc quả A-la-hán Thì trong luận lý Nó ngược lại Tức là có người đắc Và có quả được đắc Mà có người đắc Có quả được đắc Thì trong đó là pháp nhân ngã nó là cái pháp nhân ngã này không phải là pháp A-la-hán vô ngã. Còn trả lời rằng, vì A-la-hán có biết mình đắc A-la-hán hay không? Họ biết chứ. Biết chứ mà không, không nói. Không thể nói. Cũng giống như uống nước mà. Nóng lạnh mình biết không? Biết chứ. Cho nên là cái câu giảng thầy y theo kinh thầy nói. Nhưng mà mình cũng phải khéo tác ý. Chứ hiểu như vậy là hiểu sai với ý thầy đang nói mình, mình uống nước mà nóng lại mình cũng biết mà một vị a la hán trí tuệ như vậy sao họ không biết họ, đất, họ đứng ở vị trí nào họ còn tái sanh hay không cho nên trong uh, nguyên thủy bali cũng có nhiều chỗ nói rằng có nhiều vị biết mình đã đắc quả biết mình sẽ không tái sanh biết mình không trở lại với trạng thái luân hồi nữa biết rõ hết chứ nếu như họ không biết thì làm sao mà họ sử dụng họ phát huy lục thông họ hiện 18 tướng thần biến họ sử dụng hết tất cả cái khả năng của vị a la hán một cách tự tại họ biết chứ Cũng giống như mình lái xe mình biết mình lái xe được hay không chứ mình biết khả năng mình tới đâu tới đâu mình kiểm soát được biết hết chứ cho nên ở đây đây là rõ ràng là biết hết chứ không phải không biết nhưng mà không thể nói tại vì nói ra nó thành ra là mâu thuẫn lượng lý và khi Đức Phật thành đạo, nước Niết Bàn, Đức Phật nói là ta 49 năm trước Pháp nhưng thực sự không có nói một lời nào. Là nói chi? Đó phủi bỏ hết tất cả là ngôn ngữ, giới hạn của ngôn ngữ. Để tâm chúng ta sử dụng ngôn ngữ nhưng mà chúng ta vượt lên trên ngôn ngữ, chúng ta thấy cái chân lý siêu việt khỏi ngôn ngữ kia. Bởi vì trong Niết Bàn làm gì có ngôn ngữ? Chúng ta còn dính mắt ở, ở ngôn ngữ thì làm sao chúng ta thấy được Niết Bàn? Thế nên trong cái tư tưởng của lời dạy ấy, phải dạy như vậy. Rõ chưa hả? Dạ dạ vâng. À, vâng. Rồi, một cái câu hai câu hối nhưng mà nó là một ý. Và thầy cũng trả lời xong, các vị có câu hối nào khác nữa? À, ai muốn hỏi thì cứ tự nhiên nói lên ngang, thầy không có nghe đó, thầy ta không nhìn hết trên màn hình. Trên màn hình chúng ta hiện bây giờ à, có 74 vị có chỗ thì ngồi đông người hơn. Trong lớp học của chúng ta đa phần độ chừng khoảng 100, um, 100, 100 người, trên dưới 100 người. Đây là một cái tinh thần rất đáng quý. Hôm nay thưa đại chúng thầy cũng hơi mệt một chút. Hôm qua hôm qua nhiều việc quá. Rồi hôm qua có một số nội dung nói trong đài. Thành ra cái hơi nó hết hơi luôn sáng vậy nó chưa phục hồi lại được <laughs> nhưng mà cũng ráng đang chia sẻ với đại chúng một chút Phật pháp à, ý nghĩa hôm nay chúng ta nên tổng hợp lại một chút kết luận lại đó là trong ba phương diện tu tập thì nó có phương diện tu tập hạnh bố thí có sự tu tập bằng cách đó là là giữ giới và có những cái phương pháp tu tập bằng cách sửa mình à thì chúng ta phân tích ra chúng ta thấy rằng là bất cứ hình thức tu tập nào cũng phát khởi bằng ba phương diện đó là suy nghĩ đó là biểu hiện lời nói và việc làm và ở trong cái việc bố thí như thế nào là có phước đó là bố thí ở trong tinh thần có đầy đủ giới à, có đầy đủ nghiệp chúng ta thấy mà ở trong một mà nó có ba yếu tố nhưng mà ở trong sự tướng thì nó chỉ là sự tướng mà thôi chỉ riêng chỉ riêng tu giới thì nó phải có sự tướng tại vì cái hành trạng của một người họ đi như vậy đứng như vậy ngồi như vậy nằm như vậy ở trong đó nó đã tạo ra cái sự bố thí nhân cách rồi tức là 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 một tấm gương bảo mực là một tấm gương là một biểu tượng đạo đức đến cho mọi người họ quy ngưỡng như vậy ngang đó đã là bố thí rồi cũng là trì giới rồi vì vậy cho nên ở trong giới đó ở trong tu giới đó nó có đầy đủ ba yếu tố phước nghiệp và sự và ở trong sự tướng cũng vậy là cũng có đầy đủ là giới cũng có đầy đủ là nghiệp mà cũng có đầy đủ là phước cho nên cái sự tu tập mà hướng tới thanh tịnh giới nó là cái, cái cái phương diện tu tập hoàn hảo nhất rồi trong phương diện của tu loại thì chúng ta cũng thấy đó tu loại nó được nhận thức với nhiều cái kiểu khác nhau và thân ngữ và ý và cái phước nghiệp sự nó như thế nào thì ở trong sự tướng thì nó chỉ là sự thôi cho nên trong cái tu loại này với bố thí thì nó cũng gần bằng nhau điểm nối trội hơn đó là à, tu giới mà thôi à, a di đà phật hôm nay chúng ta xin dừng ăn đây à, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe kính mời đại chúng hồi hướng chúng sinh vô biên thể nguyện độ tiền nào vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thành. Như đại Phật à, tạm biệt đại chúng.